xin kính chào quý vị hôm nay kỳ duyên xin mời quý vị cùng đi ra biển vì kỳ duyên muốn giới thiệu đến quý vị một cái dược thảo gọi là fokudan là làm bằng tinh chất của rong biển nên kỳ duyên nghĩ là hey còn chỗ nào tốt hơn để mà nói về rong biển hay là chúng ta hãy đi dạo một vòng nhưng mà mặc dù đây là biển nhân tạo thưa quý vị ạ à. <laughs> nhưng mà thưa quý vị trước khi nói đến fokudan thì kỳ duyên có những cái thống kê À, có lẽ chúng ta bình thường không muốn nghe thấy đâu quý vị nhưng mà Kỳ Duyên nghĩ là mình cũng nên biết được những cái sự thật vì khi mình biết được cái sự thật thì mình có thể phòng ngừa và mình có thể tránh hơn là mình hoàn toàn không biết và cái thống kê mà đây là Kỳ Duyên lấy được à, Kỳ Duyên cũng xin là quý vị lên cái website này nó gọi là pubmed pub là p u b m e g dot org quý vị biết là những cái gì mà nó có dot org đó, là org đó là những cái của chính phủ thì trong đó quý vị vào đó rồi quý vị search Fukuoka quý vị search cancer thì nó sẽ có bao nhiêu ngàn những cái bài nghiên cứu để mình học hỏi hơn tại vì à, quý vị cũng không nghe lời kỳ duyên nói tại vì kỳ duyên cũng không biết nhiều gì hơn quý vị đâu kỳ duyên chỉ lên internet và kỳ duyên đọc rất là nhiều thì những cái gì kỳ duyên biết được quý vị cũng có thể chứng minh quý vị cũng có nên tìm tòi và nên tự học hỏi lấy thì thưa quý vị à, cái thống kê bây giờ cho thấy rằng là ở nước mỹ một trong hai người đàn ông sẽ develop cancer là sẽ bị ung thư và một trong ba người đàn bà sẽ bị ung thư tại vì thưa quý vị có một cái youtube nữa nếu quý vị vào cái youtube và quý vị coi cô suzanne summer đó thì cũng có, có cầm nguyên một cái study của chính phủ mỹ nó dày như vậy nè một cọc giấy tờ của các nhà khoa học của các nhà bác học để nghiên cứu và làm làm một cái tập hồ sơ mà để đưa cho chính phủ đó thì họ nói tại sao? Tại sao bị xảy ra cái trường hợp ung thư nhiều quá thưa quý vị? Thứ nhất đó, là nó có bây giờ ở trong lab họ có thể họ tạo được uh, cancer tạo một cái cách rất là bình thường vì có những cái thứ mình dùng thường ngày tự nó nó không có độc hại nhưng mà khi hai ba thứ trộn vào với nhau thì nó độc hại ví dụ như ở trong lab họ làm tới cái phân tách thành những cái phân tử đó quý vị họ bỏ một cái phần tử của cái khói thuốc lên một cái cell da của mình thì nó không sao. Nhưng nếu vừa cái khói thuốc đó bỏ lên cái 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 cell cái cái cell của mình rồi mình bỏ lên một cái chất dầu mà cái chất dầu đó nó rất thông thường, chung quanh nhà mình dùng hoài thì chắc chắn là trong láp họ tạo được cho cái tế bào của mình nó thành ung thư. Có nghĩa là ở trên uh, chung quanh nhà mình xài có rất nhiều những cái chất nó bình thường ví dụ như là uh, những cái chất tupperware, những cái áo mưa của mình, những như là vật dụng chung quanh nhà mình. Thứ nhất, nhưng mà hai ba thứ nó trộn lại nó thành rất là độc hại. Nước mình uống nó cũng có những cái chất chemical, không khí mình hít nó là pollution, nó là những cái ô nhiễm và ngay cả những cái chất ăn của mình thì quý vị biết là bây giờ ai cũng nói mình nên ăn organic tại vì những cái chất nó tưới những cái chất khử trùng những cái chất pesticide tất cả những cái đó một mình nó có thể không độc hại nhưng mà trộn hai ba thứ lại thì nó dễ dàng nó trở thành uh, ung thư và hơn nữa là cái đồ ăn mình ăn bây giờ quý vị càng ngày mình càng ăn những cái đồ ăn mình ăn vào nhưng mà nó không có đủ cái chất bổ tiếng mỹ nó gọi là mình bị depletion of nutrition là trong những cái đồ ăn của mình nó lại không có những cái chất bổ mình cần để cho người mình có thể chống chọi và có thể uh, gọi là đánh trả lại cái hệ thống uh, miễn uh, cái hệ thống mà miễn nhiễm của mình đó uh, immunity của mình nó không đủ khỏe để mà rửa người mình để mà tẩy độc tố để mà Uh, vứt ra tất cả những cái đó vì vậy mình càng ngày mình càng bị ung thư nhiều hơn nói tới một trong hai người đàn ông là đúng thưa quý vị vừa rồi uh, kỳ duy mới gặp lại uh, nam ca sĩ giang tử thì quý vị thấy là đáng lẽ cuốn thúy nga tết là có nam ca sĩ giang tử nhưng mà gọi chú thì chú nói chú bị đau cổ thưa quý vị chú chỉ bị đau cổ một tháng uh, uống thuốc uh, trụ sinh không khỏi đi bác sĩ bị con xe cuốn họng nhưng mà rất may cho chú là qua chemotherapy, qua radiation Thì uh, vừa rồi show uh, 111 có chú trở lại, chú vẫn hát được Và chú thấy khỏe ra, tóc lại mọc ra Và cho tới bây giờ thì chú khám thì người ta nói là không có bị con xe nữa tất nhiên chúng ta kỳ duyên và quý vị cũng cầu mong cho chú vẫn còn sức khỏe nhưng mà cái con xe là quý vị mới 3 tháng thôi cứ phải 6 tháng một năm hai năm cứ phải check up lại liên tục thì mình mới biết chắc được và đây là một cái công thống kê khác này quý vị quý vị biết là đã bao nhiêu tiền bao nhiêu trăm tỷ mà cả thế giới bỏ vào để kiếm một cái gì để ngăn ngừa con xe nhưng mà Thật ra mình cũng không đi xa được mấy đâu quý vị, tại vì trong 40 năm vừa rồi, ví dụ 1960 đó thì thống kê cho thấy rằng là một trong 20 người đàn bà sẽ bị cao xe ngực. Nhưng mà cho tới hôm nay, với tất cả những cái tiến bộ những cái khoa học, những cái tiền chúng ta đổ dồn vào để nghiên cứu thì bây giờ một trong 8 người đàn bà sẽ bị cao xe ngực. Đó là thống kê có nghĩa là càng ngày cái tỷ lệ căng xe ngực nó lại càng lên cao mà trong cái số mà căng xe ngực đó bây giờ mình nghe mình tưởng là ồ căng xe ngực mình có thể chữa được ngay cả chính kỳ duyên cũng nghĩ là ồ căng xe nếu mình khám phá sớm ra mình đi cắt cái biếu đó ra là mình có thể chữa được kỳ duyên biết bao nhiêu người thành ra kỳ duyên vẫn tưởng là ồ cái tỷ lệ căng xe ngực mà bị mà chắc chữa thì không sao nhưng mà thưa quý vị trong cái số người bị căng xe ngực thì vẫn là một phần tư sẽ chết thành ra đó và nếu mà nói tới căng xe thì nó nó cang xe đủ các thứ bộ phận trong người mình hết đó nhưng mà như vậy là đúng là cái thống kê cho thấy rằng một trong hai người đàn ông sẽ bị cang xe và quý vị quý ông nên nghe và nên để ý kỹ vì đàn ông là cái người mà thường thường không có biết lo về sức khỏe đàn bà thì còn nhiều hơn thì thưa quý vị fokudan quý vị vào cái website gọi là pubmed org quý vị sẽ thấy là nó hơn một ngàn cái research cái nghiên cứu chứ đây không phải là một cái dược thảo mà hồi xưa người ta cứ nói ồ oh, uh, ví dụ như là uh, những cái mà về uh, đông uh, như là là về thuốc bắc hay là về đông y thì cứ nói nói như vậy mà không ai nghiên cứu được nhưng mà quý vị vào sẽ thấy hơn một ngàn cái nghiên cứu của các trường đại học ở bên mỹ cũng có ở bên nhật cũng có và những cái mà kỳ duyên đọc sơ sơ thì kỳ duyên thấy họ nghiên cứu là một trong những cái mà tốt về Focodan đó là ví dụ về nói về uh, con xe ngực tại vì kỳ duyên đọc cái bài nghiên cứu đó tất nhiên là đàn bà ở cái tuổi kỳ duyên mà nghe tới con xe ngực thì cái đó là một cái mà kỳ duyên rất là concern thành ra kỳ duyên đọc kỹ hơn thì nó đã khám phá ra là uống cái chất Focodan nó tóp lại và nó làm cho cái cell của mình nó không có lây sang được cái khác và không những làm như vậy nó còn ngăn ngừa được cái ung ung thư là gì thưa quý vị Ví dụ quý vị cứ nói đó là mỗi một giây mà Kỳ Duyên đang nói chuyện với quý vị đó là có cả triệu cái tế bào của mình nó chết và nó chết đi thì phải nó phải một triệu cái tế bào khác nó lại làm ngược lại. Thành ra khi mà trong nó cứ in như một cuốn sách như vậy đó quý vị, nhiều khi sẽ có những cái tế bào nó bị in lộn. Thì khi nó in lộn đó, thì nó trở thành nghĩa là nghĩa là một thằng quái kiệt ở trong đó thì nó sẽ đi theo nó attack những cái tế bào bình thường của mình thì tất cả các con xe chữa trị từ chemotherapy radiation là khi mà nó giết đó là nó giết luôn cả tế bào hư lẫn tế bào khỏe mạnh cái focodan đó thì khoa học đã thấy rằng nó giết nhưng mà nó hay lắm quý vị nó chỉ giết hại những cái tế bào ung thư nhưng mà những cái tế bào khác của mình khỏe mạnh thì nó vẫn không sao cả ở trên thị trường bây giờ quý vị thấy có quá nhiều focodan mà giá rất là mắc cái giá nó đi là, Kỳ Duyên nghe nói là giá thông thường là từ 200 rưỡi cho tới 300 rưỡi hoặc có thể nhiều hơn nữa. Thì cái Focudan này là cái Focudan Long Life cũng ở bên Nhật. Chúng tôi chỉ xin giới thiệu đến quý vị với giá là 100 rưỡi thôi. Vì sao? Vì khi mà Kỳ Duyên đọc, Kỳ Duyên biết nhiều về Focudan, thì Kỳ Duyên muốn mang tới, tại vì Kỳ Duyên nghĩ là nếu mà nó là một cái chất có thể ngăn ngừa được ung thư, có thể giúp được chúng ta khi mà đó nó mình bị bệnh ung thư hay là mình uh, bị một cái bệnh nan y đó thì thuốc bao nhiêu tiền mình cũng xài. Nhưng mà Kỳ Duyên thấy nó rất là bất công, nếu mà chỉ có người giàu mới có thể dùng được những cái mà để ngăn ngừa con xe, trong khi những người không có tiền thì không không có cái phương tiện. Nên Kỳ Duyên muốn mang tới với cái giá cho quý vị Thật là rẻ, nếu mà nó thật là rẻ thì cũng không rẻ đâu 150 đồng, nhưng mà cái này có 150 viên lận Thì hôm nay xin quý vị giới thiệu đến quý vị Long Life Focudan Chỉ 150 đồng và quý vị có thể dùng Và hy vọng rằng là quý vị có thể có sức khỏe thật nhiều Để quý vị tránh cái trường hợp à, bị cancer, bị ung thư sau này à, Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị thật nhiều sức khỏe